Trong bài phát biểu bước ngoặt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Abe kêu gọi quốc tế ủng hộ Nhật trong một cuộc xung đột có nguy cơ bùng phát với nước láng giềng hùng mạnh do tranh chấp chuỗi đảo ở Hoa Đông. Chúng ta phải ngăn cản sự bành trướng quân sự ở châu Á, nếu không mọi việc sẽ diễn ra không thể kiểm soát. Nếu hòa bình và ổn định ở châu Á bị lung lay, tác động của nó với toàn thế giới sẽ rất lớn. Lợi ích từ sự phát triển ở châu Á không nên bị lãng phí vào sự bành trướng quân sự. Dù Thủ tướng Nhật không nêu đích danh Trung Quốc, song bài phát biểu của ông đã được các quan chức Nhật đề cập từ trước, như một lời kêu gọi khẩn cấp đối với những cử tọa có uy thế về việc Tokyo bị Bắc Kinh ức hiếp. Tranh chấp về chuỗi đảo không người nhưng giàu khoáng sản được nêu ra trước nền nỗi lo của Nhật rằng Trung Quốc đang cố khẳng định quyền kiểm soát các tuyến đường biển sống còn quanh đường bờ biển rộng lớn của nước này trong lúc cam kết bảo vệ Nhật của Mỹ đang giảm dần. Căng thẳng về chuỗi đảo mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã gần tới đỉnh điểm và suýt trở thành xung đột vũ trang vài lần trong những năm gần đây.